Hello, chào cả nhà, mình là Khánh Toàn đây. Còn hôm nay mình là Khánh Huy. Gần Tết rồi, nói chuyện riết rồi muốn tắt tiếng luôn các bạn. Đây là một cái robot vừa hút bụi vừa lau nhà. Mình vừa mới mua tặng quà cho Tết bố mẹ. Đúng. Ông nội sẽ khui ra. Khui ra trẻ. Sam, ba Sam nó gặp cái remote kìa. Nè các bạn nghe nè. Để cất cái dao lên. Đó, thấy không? Remote này đó. Cất lên nội. Cất được. Cái hùng đó còn đầu nhọn nhọn rồi. Nó bỏ vô đây đi. Đỡ vô đây đi. Rồi xuống rồi. Thì trong một cái hộp là nó có thêm một cái hộp nữa. Cái hộp này là cái hộp chính của nó nè bạn, mới có hình của sản phẩm. Đây là cái model của hãng Xiaomi. Mã của nó là Robot Vacuum Mop B. Đúng rồi. Của Xiaomi. Đây là Xiaomi hả? Dạ Xiaomi. Phiên bản của quốc tế nhập khẩu trực tiếp của Việt Nam chứ không phải là bản sách tay nha các bạn, nên nó có ngôn ngữ tiếng Việt luôn. Đây. À, Sam kìa Sam. Bạn Sam. Bên bên đến cửa coi. Ủa, ông nội lập được rồi. Đóng vô lại. Không. Đây là con robot đầu tiên mới mua nên không có kinh nghiệm. À, được rồi, robot lập đã lại ha. Rồi. Vậy mới đúng rồi. Để sử dụng cái robot này thì mình cũng đã nghiên cứu rồi, nhưng mà với cái không gian nhà giống như vậy nè các bạn, tức là dạng như căn hộ chia phòng ra diện tích trải dài trên một mặt phẳng á, thì con robot này nó có hiệu quả hơn là với những cái nhà phố mà lên lầu, tại vì robot nó không biết leo bậc thang, nên với cái setup là một cái mặt phẳng trải dài 100m² như kiểu giống nhà mình ở đây đó, thì robot này khá là hợp lý. Thì chức năng của nó cũng cơ bản thôi, là lau với là quét. Nó sẽ tự chạy đến khi mà nó hết pin thì nó về đốc sạc. Rồi khá nặng. Khá nặng luôn. Đây vẫn còn dưới kia. Có gì vậy? Bánh xe của nó. Đây là cái phần bánh xe nè. Cái bánh xe của nó có kiểu như là giảm chấn vậy các bạn. Nó có cái đồ thăng đơ vậy đó. Leo được có phải là nó cứng. Ở bề mặt bên ngoài á, thì hiện tại là đang còn hai cái siêu. Đó, bóc hai cái này ra. Rồi. Tại sao nó phải gắn hai cái này các bạn biết không? Tại do là đây là cái bộ phận giảm chấn của nó nè. Khi mà đi nó gần đụng vô cái gì đó, nếu mà cái mắt cảm biến nó không có quét được á, thì ít nhất là nó đụng vô thì nó cũng có cái phần giảm chấn, chứ nó không phải là đụng hẳn cái máy vô trong cái đó. Ở trên này là một cái bộ phận gọi là cái cảm biến LiDA, giống như là những cái iPhone mới á, nó sẽ lên sơ đồ 3D của cái nhà để nó dựng thành một cái mặt phẳng ảo cho cái robot. Mai mốt robot nó sẽ chia ra được là phòng nào, thì mình có thể lên lịch cho nó là chỉ quét phòng nào thôi. Ngoài ra mình còn có thể là thiết lập tường ảo cho nó nữa, tức là ví dụ như những khu vực mình giống như là ở ngoài kia xa bạn thấy là cái thảm lông đó, đó là khu vực mình sẽ không cho robot vô, để tránh cái tình trạng là cái lông nó khá cao nên cái chổi nó cuốn cái lông vô là nó kẹt cái robot. Dòng này thì ở dưới nó có bốn cái mắt cảm biến nha bạn, bốn cái mắt cảm biến. Cái mắt cảm biến này hôm bữa mình test thử ở cái lúc mà mình mua là để cái robot đó trên bàn mà không có viền xung quanh gì hết, thì đến cái gờ chuẩn bị robot có khả năng bị rớt á, cảm biến nó quét không thấy nữa, nó tự dừng robot lại. Tức là con này người ta khẳng định là chắc chắn 100% là không thể rơi cầu thang. Nếu mà rơi cầu thang là hãng có thể phải chịu trách nhiệm. Rồi thì đó, bên ngoài của nó vậy thôi. Phía này là cái phần tiếp xúc để nó sạc nè, thì ngoài ra là nó còn có một cái bộ sạc ở trong này. Nặng lắm. Đây. Đây là một cái hộp lau nhà. Cái hộp, cái dòng sản phẩm này á, nó có hai chức năng là vừa hút với vừa lau luôn. À, nên sẵn em bé vô nên mình chia sẻ.
là nhà có em bé phải để ý, tại vì tụi nó nhìn tưởng được chơi, nó ngồi lên như này là xong luôn á. Đâu phải là cái xe để tụi nó ngồi lên. Sắp nhớ cho con lớn thì con hiểu, còn em chưa hiểu. Đó đâu, nó mới chi gì nó muốn đẩy đầu lên nè. Thì mình nói tiếp về cái robot. Robot nó có hai chức năng là vừa hút với vừa lao, thì nó sẽ có hai cái hộp riêng cho từng chức năng. Là một cái hộp là để vừa hút vừa lao mình sẽ đổ nước vô được. Đây phía trên này là cái phần đổ nước. Và lưu ý đến từ hãng là đổ nước thì mình chỉ đổ nước sạch thôi, mình không có đổ nước dạng như là nước lao dung dịch này kia, tại vì ở dưới này nó có mạch các bạn. Đúng rồi, nó có mạch. Dưới này nó có những cái mạch tiếp xúc đó. Cái đó có thể làm ảnh hưởng đến thiết bị điện tử. Mình chỉ đổ nước vô đúng cái này thôi, và nước sạch. Đây là một cái lưới lọc để hút bụi, nó lọc cặn này kia vô á, rác thì nó vô trong đây để mình đổ. Rồi thì đây là cái hộp mà có hút lao nha. Còn ở trên máy nó đang gắn sẵn là quét, là cái hộp để quét, tức là nó chỉ là đi quét thôi. Đây hộp màu trắng là cái hộp này chỉ là để quét thôi, nó cũng có giống cái trang vậy, nó cũng một cái tấm lưới và chứa đó. Thì chắc là mình nghĩ là mình sẽ gắn luôn cái hộp hút lao luôn. Nó quét thôi, nó quét xong rồi nó sẽ lao cho mình luôn. Ý là nó quét trước xong rồi nó mới lao. Giờ đổ nước lau nhà vô mà. Không, nước sạch thôi. Ủa thì do đây thì nó lao cho đừng có bị dơ hết bình thường chứ không phải là lao nước lau nhà. Đây có cái đầu chổi để mình quét mấy cái cặn dính vô cái dây lông hút á. Nè, một đầu này là để kéo đó, móc cái rác, còn này là để quét. Thì nó gắn sẵn ở trên cái máy luôn. Rồi, đây là tem bảo hành chính hãng đến từ Xiaomi Việt Nam. Hàng phân phối bản quốc tế Việt Nam thì giá nó cao hơn chút xíu, nhưng mà nó có tương tác bằng tiếng Anh với lại ngôn ngữ tương tác trên ứng dụng là bằng tiếng Việt. Còn nếu mà mua bản nội địa thì là phải đổi dùng từ qua vùng như Việt Nam, Mỹ gì đó là phải đổi qua Trung Quốc mới xài được. Thì mình thấy là bất tiện quá. Nói tiếng Việt mà. Dạ, thì đó, nên sản phẩm nhập khẩu chính hãng của Xiaomi Việt Nam thì nó sẽ có tiếng Việt, có tem bảo hành chính hãng của Xiaomi Việt Nam. Là đây là cái robot. Ngoài ra là bên này đây, hồi nãy mình nói một cuốn sách hướng dẫn. Sách hướng dẫn biết có tiếng Việt không? Mà chắc mình cũng không đọc đâu, tại vì sắp lấy cho ba cái bịch đi con, cái bịch màu cam. Thì bên nhà phân phối á, họ có một cái tờ rút gọn lại tiếng Việt rất là ngắn, chỉ như vậy thôi là đủ xài rồi. Cảm ơn. Trong cái đợt mua hàng này của mình á, mình được có code khuyến mãi giảm giá. Giá gốc của cái sản phẩm này mua ở những cái trung tâm phân phối thiết bị điện tử như là siêu thị điện máy này kia là gần 10 triệu, thì bữa nay mình mua được với giá chỉ có 7.3 thôi, mà còn được tặng kèm bộ phụ kiện lên đến gần 1 triệu nữa. Cái này là thêm nha, ở trong bộ nó sẽ không có một cái tấm lọc nè, một cái chổi quét với lại một cái chổi để cuốn rác ở ngoài vô quỹ đạo trung tâm á. Là ba cái này là đáng lẽ các bạn sẽ mua thêm trong quá trình sử dụng thì bữa nay đều được tặng luôn. Nếu như mà không mua thêm á thì trong bộ nó chỉ kèm theo là một cái chổi này thôi, đó, gắn sẵn ở trên đây, và hai cái chổi gom là gắn ở bên này, đó trong hộp. Còn đây bữa nay mình được tặng luôn nên mình sẽ có đồ phụ kiện để thay thế sử dụng lâu dài, mình không cần phải mua thêm. Mấy cái này mình nhớ hôm bữa nó lên cốt tính vô hóa đơn là cũng mấy trăm ngàn á, gần cả triệu á, nhưng mà cái đó nó trả về phí là không đồng trong cái đợt khuyến mãi. Rồi có hai cái chổi đây nè, hai cái này là sẽ kèm theo nếu mà mấy các bạn mua bình thường, còn này mình được tặng riêng. Đây là cái tấm lao. Thì cái tấm lao là nó kèm theo cho mình là hai tấm, một tấm gắn sẵn ở trên cái đế và một cái tấm là còn nguyên trong siêu. Thì có thể mua thêm riêng cũng được. Thì tấm này là để gắn vô khi mà lau nhà. Hôm bữa người ta gắn là chưa có bên này vô. Nó có cái khay á. Được rồi, sao ta? Hay là để vô cái bạc bên này sao? Nè, được vô.
đó là nó sẽ nằm ở đây và nó chạy đi để nó lau cho sạch ở dưới các bạn. Còn nếu mà không muốn xài nữa thì bóp vô để gỡ ra thôi, là nếu mà quét không á. Rồi ở dưới đây thì cũng có thông tin mã sản phẩm này kia, tem bảo hành. Bề mặt ở dưới giống như nãy mình nói là có hai cái bánh để tận tiến đánh lui, và một cái bánh xoay 360 độ để điều hướng cho cái robot. Robot này thì cái dòng này qua cải tiến nhiều đời của Xiaomi thì nó thiết kế cái quá trình vận hành của nó không phải là đi theo trục tĩnh tiến một đường thẳng hoàng, mà nó đi theo hình xương cá để đảm bảo được cái khả năng mà quét nó sạch nhất có thể, nó quét đúng giống như kiểu mình lau nhà đó, hình chữ Y xiên hai bên đó. Nãy giờ mình nói là trên phương diện là mình nghiên cứu thôi chứ mình chưa sử dụng thực tế, tán nó bật lên mà nó không giống thực tế thì hơi tục. Đây là cái adapter sạc và đây là cái đốc nguồn. Thì theo khuyến cáo của nhà sản xuất á, là cái dòng sản phẩm này nếu mà quét không á, nó sẽ quét được nhà trung bình là khoảng 100 mét vuông. Nhà mình tính luôn cả phòng tắm này kia thì mới được 100 mét vuông, nên mình nghĩ là không quét phòng tắm thì một lần sạc đầy nó có thể quét hết nguyên nhà xong nó quay về đốc sạc. Còn đối với trường hợp mà những cái nhà lớn hơn với dòng này á, thì khi mà các bạn quét mà nó hết pin nửa chừng, ví dụ như nhà các bạn 300m đi mới quét 100m nó hết pin á, thì nó sẽ quay về đốc sạc và robot nó có lưu dữ liệu để nó biết bắt đầu lại từ cái điểm mà nó hết pin đó. Thì cái dòng sản phẩm này đúng chất của nó, cái cách sử dụng mà thông thường ở bên nước ngoài người ta hay dùng á, là khi mà người ta đi làm buổi sáng là người ta ra lệnh cho robot nó làm việc lúc mà nhà không có ai hết. Tại vì có hai cái yếu điểm của robot này á, một á là những cái nhà mà có vật dụng quá nhiều, cái này đặc biệt là vật dụng thay đổi vị trí liên tục, thì robot nó cứ phải lặp đi lặp lại cái quá trình mà học cái vật đó, thì thật sự cái vật đó đâu phải nó nằm yên cho nó đâu. Đó là một cái yếu điểm. Thứ hai á, là cái độ ồn nó cũng tương đối, là nếu mình như một cái máy hút bụi hạng nặng thì không đến nổi, nhưng mà như cái quạt máy thì nó lớn hơn quạt máy, các bạn cứ nghe nó thì cũng hơi mệt. Nên đúng là cái này khi nào mà cho đi ra khỏi nhà là nó chạy, nó tự làm nó, xong rồi nó tự về đốc sạc, xong rồi đầy pin lại chạy đó. Thì cái kiểu là một đúng kiểu là một con robot luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ lắp ráp nó và cho nó vận hành thử tương tác với lại ứng dụng. Rồi bạn, sau khi mà mình đã setup xong cái chổi phụ ở dưới gắn vô là xong rồi. Rồi cái hộp bụi thì nó cũng có sẵn. Đó, thì bây giờ sẽ tiến hành là khởi động lên. Nhấn chuyển nút này là để mở nguồn. Rồi. Nếu như mọi bạn muốn cho nó chạy luôn á thì bấm nút này một lần nữa là nó sẽ chạy luôn. Nhưng mà bây giờ mình chưa, mình sẽ cho nó về cài đặt ban đầu, cài đặt gốc hết. Cái robot này thì nó có nói tương tác bằng tiếng Anh nhưng mà mình nghe nó hơi nhỏ. Rồi mình giữ lúc này để cho nó về thiết lập cài đặt gốc nha. Đó, nó nói là reset factory. Rồi nhấn cùng lúc nút home với là nút nguồn luôn thì reset wifi luôn. Đó, nó báo wifi connect has been reset đó. Rồi cái màu của cái đèn này nó cũng có ý nghĩa về cái nguồn điện nữa, màu trắng là đang còn trên 50% pin, còn nó mà màu vàng là dưới 50%, trong khoảng từ 20 đến 50. Nó màu đỏ là nó dưới 20%. Nhưng mà robot nó sẽ tự về sạc, các bạn không cần phải lo đến cái chuyện là bóc nó đem về, nó tự chạy về. Người ta khuyên khích là robot nó phải xuất phát từ cái đốc sạc, chứ đừng cho nó chạy tùm lum, để nó không có biết được cái điểm xuất phát nó, để nó lập trình lên cái bản đồ ảo. Rồi, vậy thôi. Rồi đối với lại cái robot này thì mình tương tác sử dụng với nó qua một cái ứng dụng tên là Mi Home. Mình tải và cài đặt và đăng nhập cái ứng dụng bằng số điện thoại. Sau đó thì trong cái giao diện màn hình chủ nè, Mi Home chính á, áp thêm cái thiết bị vô. Nghĩa là cái thiết lập ban đầu đó, bạn không cần phải thiết lập mỗi lần sử dụng. Để mình điền cái tên mình tìm cho nó dễ. Đây. Mi Robot Vacuum Mopping nè. Đó,
nó đang trong trạng thái hồi nãy mình bấm wifi reset á, hai nút giữ á. Giờ mình xác nhận thao tác rồi mình bấm tút tiếp. Chọn mạng wifi ở nhà. Rồi bây giờ mình nhập cái mật khẩu wifi ở nhà vô nha. Rồi sau khi mà nhập mật khẩu xong á, bấm nút tiếp. Kết nối điện thoại với lại cái tên của cái robot. Quay lại ứng dụng. Rồi mình bấm nút này để qua cái wifi nha. Rồi nó có cái đây nè, Xiaomi nè đó. Bấm vô. Rồi nó kết nối. Rồi đã kết nối, sau đó mình quay lại ứng dụng. Rồi nó đã kết nối thành công thiết bị, thành công trong việc chuyển thông tin đến thiết bị đang kết nối với mạng, tức là cái robot nó đang kết nối với wifi ở nhà mình đó các bạn, cái chỗ mà mình để cho nó hoạt động á, nó đang chạy được 25%, không cộng nữa thôi, thêm vòng. À, ý là cái này mình đâu phải là một cái vòng riêng đâu, mình chọn là cái nhà luôn đi. Rồi tiếp. Rồi đổi tên luôn, để nguyên tên thiết bị luôn. Rồi đã thêm thành công, hãy bắt đầu. Sóc đừng có nghịch mấy cái đó con. Rồi ok, chấp nhận. Rồi à, bây giờ nó đã hiện thông tin này nè. Nó chưa có bất cứ thông tin nào, khoảng cách rồi này kia hết. Bây giờ mình làm sao để cho nó, mình bắt chắc là mình sẽ, nó có đắp với lại start. Bây giờ mình thử bấm cho nó, bấm cái đắp. À cái đắp mình để bên này, nó cũng đã sáng đèn rồi nè, mình thử bấm đắp cho nó chạy và đắp không nha. Đó. Để coi nó biết về cái đắp không. Bố nó chạy về đắp không? Nó đang tìm á. Nè cái cảm biến la la nó đang quay vòng vòng để nó động cái mạng đó đó, nó đang tiến về cái đắp rồi. Nó biết cái đắp nằm đâu luôn. Nó phải quay đến vô. Để coi nó thông minh cả nào. Đừng đụng đồ tùm lum như mày. Lắc để tìm thôi chứ. À quay đít vô. À cũng thông minh lắm chứ bộ. Thông minh lắm luôn mọi người. Rồi về đánh đốc thì nó giảm tốc độ lại. Bạn nó đi từ từ để khớp vô nè. Rồi tuyệt vời. Đây là nhiệm vụ đầu tiên đã giao thành công. Nó đang charging nè các bạn. Bây giờ pin là 41%. Đó khá là thông minh. Mình đang cho em robot Vacuum Mopy thực hiện bài tập vận động gọi là lau quét nhà đó. Nó đang tự chạy vòng vậy đó. Nó đã quét xong một cái phòng bên này rồi, và kết quả là nó bị kẹt cái tấm thảm nữa các bạn. Không phải kẹt cho cái lông mà là do là cái tấm thảm này á, nó bị trôi á, nó có dính xuống sàn á, nên nó hút vô luôn. Nó muốn hút cái thảm này vô trong cái máy luôn. Thì các bạn thấy nó thông minh không? Nên giờ mình phải gỡ nó ra, giờ sẽ nó chạy tiếp. Đó là cái âm thanh là nó đang hoạt động đó nghe em. Cái tiếng này nó cũng không đến nỗi ồn quá, nó cũng cỡ như cái quạt máy hơn chút xíu. Ở cái tốc độ này là tốc độ standard, là bình thường thôi. Mà không biết là nó hoạt động với cái cơ chế turbo thì nó sẽ như thế nào. Đó, nó cứ chạy ra chạy vô vậy. Đây các bạn, 11:28 cái máy nó báo là đã hoàn thành công việc lau dọn. Nếu mình nghĩ là nó không phải là hoàn thành công việc lau dọn đâu, mà lúc mà nó quét hết cái nhà rồi đó, theo cái khung không gian này nè, thì nó vẫn chạy đến chạy lui hoài luôn, vòng trong khu vực nó tiếp cho đến khi yếu pin á. Bây giờ nó quay về đốc để nó sạc. Nó thông báo là cleaning complete. Và sau một vòng đầu tiên làm việc của em nó thì mình xem sơ, mình thấy đã bắt đầu có dấu hiệu đã qua sử dụng. Nó có dấu xước rồi các bạn, thấy không?
chắc là chui vô mấy cái gầm á. Đó. Đó. Rồi, trong quá trình sạc thì giờ lật lên coi. Má ơi. Chưa lắm. Nhìn muốn xỉu luôn. Ôi trời ơi. Lúc mà mình gửi ra nó có thông báo đó mày. Nó báo là gửi cái hộp cục đi đây. Rồi nữa nè, tát nè. Đó, quá trời không. Ở đâu cài dưới gì thầy? Ừ, dưới gầm giường dưới đâu. Nó đầy luôn rồi sao nó hút nữa. Hôm nay nó cũng hút vô. Lật thử cái bụng lên thì thấy ở dưới nó có dính tóc nè mày. Đó, bắt đầu bị cuộn tóc vô nữa. Thời gian sử dụng thì chắc là mình phải gỡ ra để mình vệ sinh. À, bây giờ mình sẽ chia sẻ sơ về cái ứng dụng của cái robot ứng dụng Mi Home nha. Đây mình chọn vô cái robot của mình. Thì đây là cái bản đồ mà sau lần đầu tiên cái máy nó là chạy nó lên cái bản đồ đó bạn. Đây là cái cửa ra vô nè, cái bếp nè, cái khu vực nhà ăn nè, rồi chỗ này là chỗ cái thảm lông mình đang đóng những cái khung đỏ là những cái chỗ mà giới hạn không cho nó vô á. Nên cái thảm lông là một, cái toilet lớn như toilet chó là hai, còn bố mẹ và anh bảo của mình đó thì nó đã tự dùng cái cảm biến radar của nó lên cái bản đồ sơ sơ như vậy đó. Nãy giờ thì nó đã sạc đầy pin rồi. Nó thống kê cho mình lần trước nó quét 42 mét vuông nhà 100 lẻ mấy mét vuông á, nhưng mà có những cái chỗ nó không có vô được. Nó dùng như gầm giường mà chắc kín đồ. Rồi mình không cho nó chạy vô khu vực này nữa. Này nãy nó quét nó tính là khoảng 41 mét vuông. Cái khoảng thời gian nó làm việc là 61 phút. Rồi ở dưới này thì có mấy cái chế độ quét lao, vừa quét vừa lao, tốc độ để cho cái âm thanh nó phát ra là im lặng là bình thường, lớn hơn chút xíu hoặc là turbo là mạnh nhất á. Nếu mà bạn chọn lao thì nó mới hiện cái này lên để cho các bạn chỉnh cái lượng nước để tiết ra. Ở phía trên này thì có cái phần 3.0 cài đặt thêm nè, là sử nó muốn xóa điều này. À, lên cái lịch làm việc vệ sinh rồi cho cái robot nó hoạt động theo cái chế độ mà chạy dọc tường á, làm sạch lần thứ hai đi đi là chế độ không làm phiền, nó giống giống như trong khách sạn các bạn hay có mấy cái bảng không làm phiền á, mình cũng không bật lên, bật tắt cái âm lượng để tương tác, rồi chọn cái độ lớn âm lượng và âm thanh nó mình đang sử dụng là ngôn ngữ tiếng Anh. Trong đây có rất nhiều tiếng nhưng mà không có tiếng Việt. Rồi cho nó nhớ bản đồ đây nè, cái hồi nãy mình nói là mình tạo những cái khu vực cấm ảo nè. Đó thì các bạn add thêm hoặc là tạo tường ảo. Đó để các bạn khoanh dùng những cái chỗ mà không muốn cho robot vô. Xong rồi lưu lại thôi. À cái này cũng hay nè, Area Editor nè, là để chỉnh lại. Thì như các bạn thấy nha, là nó đang tự đặt tên. Cái phòng này mình chỉnh rồi, mình đặt tên phòng mình là Toàn nè. Bây giờ cái phòng của bác Bảo đang bị một phòng, nhưng mà nó chia làm hai cái room 0, room 1, room 0, room 3 nè. Bây giờ mình sẽ nối hai cái phòng đó là thành một thôi, bằng cái chức năng là mình ghi. Đây mình chọn cái room này, cái room này mình mặc nó lại, rồi nó sẽ thành một cái phòng đó. Rồi bây giờ mình đổi tên cái phòng đó luôn, chọn cái phòng room, rồi mình chọn nó có sẵn những cái mẫu mình không biết tiếng Trung Quốc, mình chọn custom thì chỉnh theo ý mình. Nó cho mình điền nó 12 cái tự này. Rồi mình điền tên lên bảng luôn. À, cái phòng đó là phòng anh Bảo. Bây giờ đến cái nữa nè,
là hồi nãy á, cái phòng này nó thông vô luôn, từ phòng khách, phòng bếp, phòng gì á, nó thông hết. Thì mình muốn giới hạn cái phòng của bóng ở trong này nữa, thì mình sẽ cắt nó ra. Thì chọn cái phòng, mình chọn chức năng là divide, cắt nó ra, rồi mình kéo. Đây mình lấy cái tay mình kéo đó, mình sẽ cắt ra. Cái là phòng ngoại riêng và phòng ba trong ba phòng ngủ riêng đó. Rồi chắc mình sẽ đặt tên ra, mình đặt tên cũng chọn rồi, chọn thêm ra. Thì mình chia sẻ cái ba cái chức năng chính là nối phòng, là chia phòng với lại đổi tên, reset map, là cho nó làm lại cái bản đồ mới. Nếu mà ví dụ như các bạn đem đi qua nhà mới hay là cái chỗ nào đó chẳng hạn, cân bằng lại cái thiết bị. Nếu mà ví dụ như cái bánh xe nó bị chung chênh á, thì mình chọn. Nếu mà các bạn không biết cái máy hút bụi nó chui vô cái gầm nó nằm đâu á, bạn có thể bấm vô cái này để nó la làng lên là tao đang đây nè, mà nó nói bằng tiếng Anh nha. Rồi ngoài ra nó có một điều khiển để mình thể điều hướng được cái remote theo ý mình luôn, tiến lùi trái phải gì đó. Rồi đặt tên thiết bị, quản lý vị trí, rồi là kết nối với lại cái wifi ở nhà, rồi phòng nào đó. Vậy những cái chức năng dưới đây thì là những cái chức năng cài đặt chung của thiết bị thôi, chia sẻ thiết bị với lại những cái account khác nè, rồi tự động cài đặt những cái thiết tự động cho nó, ví dụ như là làm xong nó sẽ gửi thông báo gì đó, rồi kiểm tra bản cập nhật cho nó, trợ giúp phản hồi và cài đặt khác. Ngoài ra có xóa thiết bị nữa, nó phải cài đặt bóng nữa. Rồi thì tổng quát là như vậy thôi. Đây là cái vị trí của cái robot ở trong cái bản đồ nhà, nó đang sạc, nó đang sạc đầy rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ thử với cái chức năng lao ha. Là mình sẽ đổi cái hộp này có chức năng lao, mình chỉ đổ nước vô rồi gắn cái tấm giả lao vô để coi nó hoạt động như thế nào ha. Không đổ tinh dầu dung dịch đậm đặc tại vì nó làm tắc bơm mấy bạn. Nếu mà muốn thì phải dùng nước lao sàn mà pha loãng ra, hoặc là sử dụng nước lao chuyên dụng cho robot thôi. Ngoài ra là tại vì trong này đang có nước, không có được lật à, không có được lật ngược, nó chảy làm này kia ướt mấy cái mạch, rồi không được rửa, không ướt thì nó có những cái bạch nữa, sử dụng sai thì sẽ không được bảo hành. Lúc mà bắt đầu chế nước vô thì nó có hai cái lỗ, bạn sẽ thấy nước nhỏ nó ra toàn bẩn bẩn, nó rỉ ra từ từ á, không phải cái họng nó bị hư đâu mà là cái thiết kế là nó cho rỉ nước từ từ đó. Còn cái máy bơm nó chỉ hỗ trợ theo cái lực khi các bạn chọn thôi. Rồi mình đóng lại, mình cho máy nó quay về, lắp cái lao vô và bắt đầu thực hiện. Nó đi cái kéo nguyên đường nước rồi bố. Có hai cái đường lai nước nè, nó quay cái đít chưa đó. Lúc mà nó về nhà nó giảm tốc độ lên rồi, thấy không? Rồi nó dừng lại. Bây giờ đang có khác với hồi sáng chút xíu là cái cửa phòng ở bên phòng bác Bảo bác Sương đóng lại nè, thì nó chắc nó tự nó hiểu quá, thì đúng là đóng lại cho nó vô. Quan trọng là bây giờ là hai cái cửa phòng tắm mình mở ra để mình coi nó còn nhận cái chế độ gọi là giới hạn khu vực không được thao tác, nó lát nữa nó chạy sao. Nó có lao các bạn, ướt. Ủa à, đúng là hình như bây giờ chưa có lao, mình không thấy nó ướt. Có hơn là vậy hả? Vậy sạch không á? Hay là nó quét chứ nó lao? Nó lùa mấy cái đồ nhẹ nhẹ là lùa đi hết rồi các bạn. Cái lực của con này nó cũng mạnh lắm. Đó cái vòng của mình á, nó đi vô không được luôn. Để coi đến chỗ này coi nó làm sao. Đó, nó hiểu rồi. Nó quẹo ra chứ nó không men theo cái này ha.
Ok, vậy là cái phòng tắm sẽ không cần phải đóng cửa nữa. Chỉ đóng một lần đầu tiên để lần nãy đòi mình đặt cái hạn cho nó thôi. Rồi. Ok. Có thêm vấn đề hả bạn? Tức là đối với mấy cái dép lê, dép mỏng á, nó leo lên cái nó cuốn cái này vô nó kẹt. Mấy cái dép mà dày dày á, đó nó có cái đế cao quá nó đụng vô thì nó tự nó dội ra. Nhưng mà cái dép lê nó mỏng quá nó leo lên luôn, cái nó kẹt luôn. Dạ, dép lê là phải kiếm chỗ khác. Ui ui, nó chui vô xe khắp luôn rồi. Dạ, móc vô tà lưa. Mình đã chặn cái đường lai này lại rồi, nên nó quay đầu rồi các bạn. Nên do mình sợ đây là thảm long. Không lấy mày. Chào bạn. Ừ. À, sạch rồi đó, thấy không? Cái robot nó sẽ chạy theo cái hình giống như chữ Y vậy đó, hình xương cá đó, nó cứ đưa qua đưa lại, cái về đó, nó về lùi, đưa qua đưa lại giống như kiểu mình lau nhà đó, đẩy qua đẩy lại. Chứ nó không phải là chạy thẳng qua cái luôn rồi thôi đó. Nên, cái con này thì nhiều người nói là lau cũng sạch hơn. Lau cái kiểu chạy đến chạy lui, xiên qua xiên lại vậy đó. Nè, nó đánh xiên qua đây nè. Cái nó về lại xíu, nó đánh xiên qua kìa. Đó. Nó đang lau các bạn thấy không? Nhà nó có cái lắp nước ẩm ẩm. Nếu mà các bạn, đây mới là nước mức trung bình thôi. Đây, có cái tóc này nó quét sạch luôn nè. Nè, tóc nè. Thì trong quá trình là nó quét xong rồi nó lau luôn. Tại vì cái chỗ quét nó nằm ở phía trước. Còn ở phía sau nó mới là cái dễ lau. Nó thấy cái này là nó có thể kết hợp quét lau được. Nó quét trước xong lau liền luôn. Với cái âm thanh hiện tại các bạn đang nghe cái tiếng từ cái máy á, là mình đang mới thử đổi qua cái chế độ mà turbo á. Nó kêu sẽ khá là ồn hơn các bạn.